cần chơi không cần miền phải Lộc chấm nhá. Rồi hồi sinh em nhá. Lộc vui vẻ nhá. Ủa bên quân sự không ai luôn. Nó địch nhảy đâu cả. Rồi mình cũng. Đợi đợi anh Tuấn chết đã là mình out là vừa này. Từ từ em ơi, chỗ anh nó đông lắm, hai team lận. Hợp lý không? Anh, ôi oh nó. No. Vẫn đang đi tìm anh đây. Để em phóng xe ra đây, chỗ này. Đúng rồi, biết đâu. Hai team đấy, hai team đấy. Ở đâu? Em nghĩ cái content nhảy mỗi người một cụ thì ít người lắm. Nó tới rồi. Làm mẹ content cầm shotgun hay cái gì? Lý hơn. Trời ơi. Được. Em để cứu em luôn này. Vô sao tình nhà? Mình bấm á. Ngay cạnh sau nhà này. Bấm nhầm cái đứa tiếng xe nó lại đờ drip ra. Đúng. Xong đúng thấy người luôn anh em ơi. Đằng sau. Chờ anh tới đây. À, chưa học bóng rồi anh. Cho anh có bóng 2 team nữa. Ui. Em phi vào trường học luôn. Em phi vào đây cứu anh là được. Ui. Yeah. Nó gạt được anh không? Em không để không, hồi sinh luôn. Nó không gạt được. Nó nốc anh chỗ nào ấy? Trong đấy em cứ phi thẳng vào người anh là sẽ cứu được. Tăng đồng đội bàn thờ nhá. Thanh niên cầm 16 ạ. Ui, tát đâu ạ? Đâu ạ? Đây rồi, chấp mã rồi. Hay hồi sinh Tony rồi qua cứu anh luôn này là kịp không nhỉ? Thì không kịp. À, quay lại hồi sinh. Nó tới rồi. Cẩn thận nhá. Nó qua đọc nhá. Ui dồi ôi. Bên này. Bom. Này thì nấp nè. Ngon lành thế nhở? Ờ, nó bị final luôn này. Nhưng khi nó bị clear rồi. Ủa? Mọi người mang vô combat à? Tòi hết rồi em ơi. Đang điên từ đó đến giờ đấy. Địch đâu nhiều mà anh em ơi. Trường học sao? Hên quá anh em ơi. Ui ôi đau quá. Ê ôi. Bỏ anh ơi. Bỏ đây. Ok. Vác anh vào. Anh Tuấn hết được sửa sai rồi. Hết sửa sai rồi em. Anh định đi cứu Tony nhưng mà nó thông anh dã man quá. Trận đấu tụt người nhanh quá. Mọi lần là đến bo này phải còn 5-6 thằng đấy. Trận sau là có thể sốc ăn đấy. Ok, trận sau anh em còn sốc ăn nhá. Để ở đây chỗ có người chụp một người. Rồi cái màu chắc bắn thì... xác rồi đó. Sốc ăn thì mình phải bay vào khu này mình lút thì nó mới có nhiều sốc ăn. Cứ quân sự em ạ, tìm cái đường bay quân sự anh em khởi động từ quân sự là đẹp nhất. Quân sự nhưng mà tìm sốc ăn nó khó lắm. Chạy ra. Yếu rồi. Bên trái. Có cày hay chỗ nào ấy? Hình như trong nhà. Này, trốn. Xong.
Điền luôn. Taka ơi, em nhìn thấy anh như thế này mà em nhẫn tâm em đứng em lút được à? Ủa? Ủa anh nóc con nào vậy? Em dã thì nhẫn tâm vãi. Nóc bao giờ rồi. Trời, em xíu em tay đàn ra nè. nằm một cục ở đây mà ai cũng bảo là lốc từ bao giờ. Tủi thân thật sự. Nên awesome. Lạnh lắm em. Anh chỉ sợ thằng bên trái nó gạt anh thôi. Rồi. Chờ 4 luôn. Gì nhá. Chờ 4 luôn. Khoái liền. Đến khu ăn tích nhá. Được anh. Anh chở 4 thường hay có người sẽ chết lắm. Rồi. Úi giời. Tôi chết mẹ. Úi giời. Thế ngoái nào. Đây để đi kiếm xe, đậu xanh, khổ vãi. Ê thôi chứ lát nữa nóc địch mà nó bắn nóc nữa cứu sao kịp. mất trí nhớ tạm thời rồi em. Từ ngày tiêm vaccine tông, xong hay quên lắm. Tông xong rồi em bế em bác anh như bác lợn nào. Bên trái. Úi thôi. Rồi thôi. Úi trời ơi. Ui, hai team luôn, team bên dưới nhà kia nữa. Ui giời ơi. Ui giời ơi, anh hết cơ làm lại rồi. Tự nhiên đi mình thế. Thì lúc đấy đang chặn con xe thì tông luôn thôi. Bắn trúng thế. Tin trong nhà clear rồi. Chưa, nó cứu rồi. Nó cứu yếu rồi, đẩy vô luôn đi. Nó đang hồi máu. Từ. Nó uống nước này. Ôi rồi. Ngay góc cửa mình đúng luôn rồi, đó. Đúng ngay góc này. Bách cả nồi ạ. Cứ ngồi yên hồi máu nha, rồi hãy công nha. Ôi xong. Trời chết mẹ, có thằng cạp trên này. Ôi rồi, ba thằng. Ôi trời, ba thằng. Nóc 2 yếu 1. Cứu bắn cứu được. Không được rồi. Mẹ có thằng cam đằng sau nữa. Má con tông quả xe. Ôi nó chạy trước mặt nó không này. Nó không tông được. Mày hả bưởi. Chỗ nào trốn ta. Sao? Thằng này bắn lén mà chưa chết đúng không? Chưa. Đừng ấy xe gì đâu cháy hết rồi. Rồi bị kẹp rồi. Nó cũng chạy bo à? Có gì á? Nó không chạy. Trên đồi có luôn. Có khói nha Takai. Chỗ kia có khói. Chỗ kia vừa soi có khói. Ôi kìa, sao lại băng bom?
hai tiêm. Mình chạy luôn ông ấy đấy, ok, và có sầm mốc vậy. Em không có sầm mốc, em lấy thêm sầm mốc nữa. Ông ơi, xác tôi có thêm ba quả. Đang ôm mẹ em. Ờ, đã hay rồi. À, bo này mình vẫn tanh bo được một lúc đấy. Có nhiều máu đó mình tanh bo được một lúc. Má, à, thằng kia vô bo rồi ta. Nóc thằng bên trái rồi. Hay. Vô bo đó Lộc ơi. Watch out. Đây đang bị vướng cái thằng này nó đang canh. Nó nhất quyết nó không chạy luôn kìa. Để đánh lên. Đã thấy được sống bắt thằng này luôn. Nó còn ở trên cục đá đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi thằng chạy em cam được. Từ... Chạy đem cam được á. Ừ, sợ không chạy được ấy, mất giáp ấy, nó bắn. Chạy đi không chết đâu. Rồi, chết cha mày đi. Thằng nó chết rồi à? Nó nốc rồi, bạn nó vẫn đang còn. Rồi chạy đi. Đây đang chạy đây, đang vắt đi lên chạy đây. Ủa mày. Nó đi luôn nhá, vô trên kia hồi nãy có một thằng nó chạy vô bên trong á. Giờ có xe thì mình mới sống được rồi, chết bò rồi. Hết máu luôn. Nè em có máu à, này. Đúng rồi, mình lại. Ui, thằng quần què đây rồi. Nè máu nè. Đi mình ra cái xác lúc nãy ở chỗ đoạn này. Mình rút thêm máu ấy, mình tanh bo được kịp đấy. Nếu mà còn xô thì mình mua nhiều máu nữa. Đấy, có xe kìa vẫn đang đi cố được đấy. Con xe rẻ tiền của anh Tuấn. Xe một kiểu ạ, cứu mình. Sao lại con xe rẻ tiền là như thế nào? Hình như là lúc xuống bọn em sấy nổ bánh rồi hay sao ấy. Đâu không, con này con của anh vẫn nguyên mà, bị bọn kia nó sấy bốc tói thôi chứ vẫn đi được. Anh không ơi, đông nào ơi, tăng máu, bo chạm nó không kịp đâu, bo chạm nó không kịp đâu. Ăn một cục máu rồi. Nờ, ta ca phun nước đi để mình lái cho. Đâu, đợi em phun rồi, lên. Phun rồi. Trên trận này gắt thế. Hay mình đứng lại mình hiêu máu xong rồi mình đi vào. À, dưới này có nhà nè. Nằm xuống rồi. Bùm. Ôi vẫn sống ạ, mày thế. Sao mà bùm được anh? Giờ chạy liều nha, mình lên xe mình đâm vô nhà ở giữa bo đi. Tao đường đi, em đi trước cho. Xe này bây giờ bắn phát nổ liền à. Địch bắn là nhảy nha. Thôi đi chết, ngủ chết, mình chết chung luôn. Bên thính này nó cũng bắt kìa, có sầm mắt rồi. Thế thì chỗ này chả có ai đâu, mình dừng đây mình bắn nó được. Một team clear rồi, ừ đúng rồi. Ui, ba thằng chỗ đấy luôn nhá. Đây em lên tới. Ba thằng với lại mình là 2. Là 5. Ủa, thế là vẫn đang còn 3 team đấy. Có xe.
Thế nó vào nhà xanh kìa. Nó đứng ngay chỗ cái đồi đá ấy. Rồi, cầm nó luôn bạn ơi. Có thằng bên phải à. Ờ thầy ơi, nó lại quay về để nó cứu cái thằng mà. Nóc thằng cái phải luôn. Có thằng bên trái à. Gạt luôn này. Gạt tiếp này. Ơi còn một anh ơi. Thằng nó ngáo à, nó đứng im à. Úi rồi. Ờ nó yếu rồi, nó yếu. Mày vẫn cố gạt kìa. Rồi. Đấy, quân đội tắt vào quân đội. Đây. Đi vào đây, vào đây cho an toàn. Thế là bọn ấy 4 đằng. Thế chắc team 3 rồi. Team 3 đó. Team 3 cuối. Mình có xe mình đi, mình phun đốt và mình đi check luôn, đi lùa luôn. Mình đốt AT được. Ai sờ móc trước mặt mình kìa. Mình ở dưới cống rồi. Ê, ừ, nó đứng máng rồi. Anh đang nằm đây. Thế à? Có thằng nằm đấy à? Đi luôn đi ở đây. Từ đấy nó bài bò thu lại. Hay là rồi hay đợi bò tìm đó. Tức là hai thằng nó đứng giúp ở trong này hết này. Mark the location. Để trong cái chỗ này. Xem nó bò thu về đâu, biết đâu nó thu ngược lại này nữa. Rồi, bo chỗ nó rồi. Đây, mình smoke xe, mình không luôn. Cống hình như trong bo đó. Okay. Em đâm cái xe xuống cống luôn á. Khó à. À nhìn lộn cả mình. À nằm ngay trước mặt luôn. Rồi. Ui. Hai thằng nằm ngay đây luôn. Cảm ơn anh em đã xem hết clip này. Đừng quên là bấm cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em vào clip ngày hôm sau.